Cái này nè, con dốm nè. Xin thưa quý vị, thì bản chất của cuộc sống này không có cái gì là thiệt. Cho nên khi cảm nhận được điều này, mình thấy mình cũng có thiệt đâu, thì người này cũng có thiệt đâu, người kia cũng có thiệt đâu. Chúng ta có một nhân duyên để sống. Cho nên khi mà hiểu được bản chất của nó thì chúng ta biết rằng vai trò của mọi người trên cuộc đời này chỉ là một giai đoạn thôi ha. Huynh đệ anh em mình đến với nhau, tình cảm hay là trong cái đời sống này, họ cũng có một giai đoạn thôi. Và đời sống của chúng ta cũng thế quý vị, có một giai đoạn. Từ chỗ đó cái đời tu của chúng ta, huynh đệ anh chị em mình phải biết làm sao chế tác cái bình an cuộc đời mình. Cái đó nó mới trường cửu nha. Còn ở bên ngoài này nè, cái gì nó cũng có một cái giai đoạn của nó. Vui, buồn, thịnh, si, vinh, nhục, đúng, sai, nó đều có hết. Mà mình biết cách mình chế tác được cái niềm vui của bên trong của mình ra bằng cái năng lượng tu tập, bằng sự định tuệ của mình, thì cái niềm vui đó nó mới bình an mãi mãi. Đó. Con người đến với nhau vì cái gì thì sẽ chia tay nhau vì cái đó. Cái người nào đến với nhau vì cái gì thì coi chừng cái đó dễ bị chia tay nhất. Ví dụ như tôi thấy một cái người phụ nữ rất đẹp, tôi thương cô ta. Vì vậy thì tôi thương bằng cái gì nè? Bằng sắc đẹp, đúng không? Thì bữa nào cái sắc đẹp đó nó xấu đi thì hãy nghĩ thương. Chị em, giáo pháp của Đức Thầy đã rất cao siêu, cộng với lời diễn âm du dương trầm bổng của đồng đạo đã làm cho âm gian đạo lý càng thêm siêu tuyệt. Chúng tôi chắc rằng âm gian giáo pháp này sẽ xuyên qua cành cây sẽ kẽ lá, đưa vào tâm, kết vào trí, để giúp cho tâm điền mỗi người sớm trổ qua từ bi thơm ngát và kết trái bác ái ngọt ngào. Kính mời quý vị ủng hộ cho chánh pháp và người đọc một tràng pháo tay. Kính thưa cùng toàn thể chư quý vị, thì giờ đây tiếp đến chúng ta sẽ gặp gỡ qua huynh Trần Văn Lợi. Kính mời huynh bước đến diễn đàn. Thưa quý vị, nhân viên hội ngộ hôm nay, huynh Lợi sẽ đến triển khai lời giảng. Trước khi lời pháp ngăn gian, kính mời quý vị cho một tràng vỗ tay nữa. Nếu mà vỗ tay nhiều quá thôi từ đây tới chiều khỏi vỗ nữa ha. Nhiều mình thấy cũng được rồi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị có mặt nơi đây kính mến, kính thưa chư đồng đạo. Thì chúng ta cũng đã là cái ngày thứ hai để có cái dịp tâm tịnh đạo đức. Thì trong cái buổi sáng này tôi sẽ nói một vài ý để nhằm sách tấn chúng ta trên cái bước đường tu tập, để tìm hiểu, nhất là tìm hiểu chính cuộc đời của mình. Xin thưa quý vị, cái bài học nào chắc có lẽ chúng ta cũng sẽ kinh qua, nhưng mà để có cái ý niệm và để kinh qua cái bài học và cái đời sống của mình, là tôi thiết nghĩ đây là một điều hết sức quan trọng. Và nếu như mình không hiểu mình thì chắc có lẽ là mọi cái khác trong cuộc sống chúng ta khó hiểu lắm. Cho nên để biết được người khác, trước nhất mình phải biết chính mình. Mình không biết được mình thì chắc có lẽ mình khó biết ai được lắm. Mà sao ngộ lại mình khoái biết người này, mình khoái biết người kia, hỏi tới ai là mình biết hết trơn á. Nhưng mà hỏi mình là ai thì lúc đó mình không biết. Cho nên các vị mà người ta tu, người ta đặt một câu hỏi lên trong cái cuộc sống, nhất là quý vị tu thiền, ta hỏi ta là ai. Câu hỏi đó đã biết bao nhiêu người đã đạt được đạo pháp, chứ không phải là ít. Thì mình tu, mình có lúc mình hỏi coi mình là ai. Mình có phải là cái bà bán rau ngoài chợ không á? Mình có phải là một cái người nội trợ trong gia đình không? Mình có phải là một nông dân cày cấy không? Hay là mình có phải là một người bác sĩ, kỹ sư không? Xin thưa quý vị, đó là những gì của định nghiệp thôi. Đó là những gì của nghiệp thức trong cuộc đời thôi. Và ngay cả như cái người đó là chồng tôi, người đó là vợ tôi, chỉ là một giai đoạn nhất thời, chứ nó không phải là vĩnh cửu.
Mà nếu chúng ta chấp vào cái vai đoạn nhất thời đó, cái này là của tôi, cái này là của tôi, rồi bữa nào nó mất rồi làm sao? Bởi nó không có thiệt, nó mất rồi làm sao? Khổ đau nó tới. Hôm nay mình ghé cái nhà trọ này mình ngủ thì xin thưa quý vị cũng làm ơn làm phước. Phải nhớ rằng 2 ngày nữa mình chia tay. Buồn đủ buồn cho những lúc chia tay, chứ cũng không phải là cái gì cuộc sống. Thành ra người xưa nói đời người như quán trọ là như thế. Thì trên cuộc sống này, vật chất của cải tài sản không có cái gì thuộc về của chúng ta. Thì ngay cả cái thân mạng này của ai quý vị? Đất nước gió lửa mà đụng mình quạo à? Của ai? Của tôi chứ của ai tại. Thân mạng này cũng, nhưng mà với cái người học hiểu Phật Pháp, chúng ta cũng biết rằng nó sẽ ra đi. Của mình nha, nhưng mà nó sẽ ra đi, mình gìn giữ cũng không có được. Một ngày nào mình cũng sẽ già, một ngày nào mình cũng sẽ bệnh, và một ngày nào mình cũng sẽ chết đi. Vậy thì cái của mình không giữ được, thì làm sao mình giữ bên ngoài được? Cái của mình không điều khiển được, thì làm sao mình điều khiển được cái ở bên ngoài? Thành ra mình thường có cái ý định mình điều khiển cái này, mình điều khiển cái kia. Nhưng mà sự thật, thưa huynh đệ anh chị em, chúng ta không điều khiển của ai được hết. Mà quan trọng chúng ta phải biết vạn vật trên cuộc đời này nó có vai trò của nó. Xin lặp lại câu này nha. Vạn vật trên cuộc đời này đều có vai trò của nó. Và mỗi một cái thứ như vậy, mỗi một người như vậy, họ có vai trò riêng. Hiểu được điều này, chúng ta mới thấy rằng họ sống đúng với vai trò của họ, và chúng ta nên sống đúng với vai trò của chúng ta. Có cái anh đó anh khổ đau quá, ba mẹ thì không thương, vợ con thì hắt hủi, bè bạn thì không nhìn, khổ đau quá. Anh nói tôi sống cũng tốt mà, tôi sống cũng đàng hoàng mà, tại sao từ người trong gia đình tới người ngoài lại không hết lòng với tôi? Ba mẹ tôi là ruồng bỏ, vợ con tôi là không thương, bè bạn tôi là coi tôi không ra gì. Ông đến ông gặp vị thiền sư. Thì thiền sư nói ngài làm ơn làm phước, ngài giúp giùm con trong cõi đời, con đau khổ quá, làm sao con chịu được những cái điều này? Thì thiền sư nói về ông làm sao ông giữ được cái tâm như gì là ông khổ đau lắm, ông làm sao ông quán để được rồi ông tha thứ được họ. Xin thưa quý vị, ông làm sao một tuần ông mừng hết sức lại nói thưa ngài, con đã quán được sự tha thứ rồi, con tha thứ cho những người đã làm con khổ đau rồi. Vị thiền sư nói vậy tốt rồi, nhưng mà ông về ông tiếp tục ông quán nữa, ông quán làm sao mà ông yêu thương được những người này. Cái này hơi khó. Tha thứ đã là chuyện khó rồi, mà còn yêu thương thì sao mà yêu thương được. Nhưng mà quý vị, ông này ông làm được 2 tuần không gì, ông lại ông báo với thiền sư. Ông nói thưa ngài, con đã yêu thương được những người đã làm con khổ đau rồi. Như vậy là coi như cái trách nhiệm con đã xong, con không thấy cái gì là vướng bận nữa. Vị thiền sư nói chưa, ông về ông quán làm sao mà ông ghi ơn được họ, nhờ họ mà ông có cái trạng thái bình an này. Ông về ông quán cả chừng 1 tháng ông lại, ông nói bây giờ con cảm thấy ai cũng là người ơn của con, và những người đó cũng là người ơn của con, nhờ họ cho con cái khổ đau con mới đứng vững trong cuộc đời này, và nhờ họ làm cho con đau thương con mới cảm thấy bản chất thật của con. Bây giờ con ghi ơn họ, như vậy con đã xong. Vị thiền sư nói chưa, vì tiếp tục quán nữa. Hỏi quán cái gì nữa ngài? Hãy quán, nếu con quán được cái điều này mới thật sự là tu tập, là không trên đời không có người ghét, mà họ sống đúng bản chất của họ thôi. Tại con sống sao đó, người ta mới không ưa con. Thật đúng bản chất của con, và người ta sống đúng với bản chất của người ta, thì lấy cái gì mà ghét thương chỗ này? Ông dở hòa ra. Thì mọi dạng vật trong cuộc đời họ đều sống đúng với bản chất của họ, và chúng ta không chịu bản chất đó, cho nên chúng ta khổ đau, chứ thực chất của người ta chứ không liên can mình chứ. Cho nên Chư Liệt Đại Tổ Sư dạy rằng tủ tức là rượu, không có làm cho người ta sai, tại mình sai rượu. Hoa không có làm cho mình mê, tại mình mê hoa. Thì bản chất của cảnh là như vậy, do chúng ta chấp vào cảnh và không muốn nó thay đổi, hay muốn nó thay đổi theo ý của mình, chúng ta khổ đau.
Thì ngay cái thân này cũng thế quý vị, bữa nào cầm cái mặt kiến lên dòm cái mặt đầu bạc rồi. Chết chà, làm sao? Mua cái gì đen đen đó nhuộm lên, mình đâu có chịu bản chất rồi. Mà bữa nào mà nhuộm mà trúng cái thuốc gì mà nó 3-4 tháng mà nó mới trắng một lần thì còn đỡ. Tán cái thuốc gì vô mà có chừng 5 ngày cái nó trắng lại dòng đầu thuốc dỗm, chính cái này còn dỗm nè. Chứ cái đó làm sao thiệt. Cái này nè còn dỗm nè. Xin thưa quý vị, thì bản chất của cuộc sống này không có cái gì là thiệt. Cho nên khi cảm nhận được điều này, mình thấy mình cũng có thiệt đâu, thì người này cũng có thiệt đâu, người kia cũng có thiệt đâu. Chúng ta có một nhân duyên để sống. Cho nên khi mà hiểu được bản chất của nó thì chúng ta biết rằng vai trò của mọi người trên cuộc đời này chỉ là một giai đoạn thôi ha. Huynh đệ anh em mình đến với nhau, tình cảm hay là trong cái đời sống này, họ cũng có một giai đoạn thôi. Và đời sống của chúng ta cũng thế quý vị, có một giai đoạn. Từ chỗ đó cái đời tu của chúng ta, huynh đệ anh chị em mình phải biết làm sao chế tác cái bình an cuộc đời mình. Cái đó nó mới trường cũ nha. Còn ở bên ngoài này nè, cái gì nó cũng có một cái giai đoạn của nó. Vui, buồn, thuận, si, vinh, nhục, đúng, sai, nó đều có hết. Mà mình biết cách mình chế tác được cái niềm vui của bên trong của mình ra bằng cái năng lượng tu tập, bằng sự định tuệ của mình, thì cái niềm vui đó nó mới bình an mãi mãi. Con người đến với nhau vì cái gì thì sẽ chia tay nhau vì cái đó. Cái người nào đến với nhau vì cái gì thì coi chừng cái đó dễ bị chia tay nhất. Ví dụ như tôi thấy một cái người phụ nữ rất đẹp, tôi thương cô ta. Như vậy thì tôi thương bằng cái gì nè? Bằng sắc đẹp, đúng không? Thì bữa nào cái sắc đẹp đó nó xấu đi thì hãy nghĩ thương. Bởi mình thương bằng sắc đẹp mà. Một cái chị nào đó thấy anh đó thấy thương, thương ảnh, nhưng mục đích thương ảnh bởi anh có tiền ha. Anh cung cấp cho mình có tiền cho nên mình thương ảnh. Mà bữa nào anh không có tiền nữa thì sao? Coi chừng hai đứa mình chia tay. Bởi mình đến với nhau chỉ bằng tiền thôi. Cái gì đến với nhau bằng cái gì thì coi chừng chúng ta sẽ chia tay nhau bằng cái đó. Thành ra cái đời tu, thưa quý vị, nó có những cái nữa, nó sâu lắng hơn, nó thâm trầm hơn. Đó là thẩm thấu cuộc đời này. Khi mà mình thẩm thấu được cuộc đời này, mình hiểu rõ bản chất thật của cuộc sống á, mình biết mình đến đây để trả nghiệp thôi. Cố gắng đừng có dai. Có những người họ đến với nhau đó, xin thưa quý vị, để hằng học nhau, để khó khăn nhau, để bắt lỗi cho nhau từ chút. Nhưng có những người đến nhau đó để rồi cho nhau những bình an, cho nhau những hạnh phúc. Chúng ta phải biết điều là do cái duyên phận nợ nần hết. Thì mình biết tu rồi, cố gắng nghiệp tới trả, mà hãy cho nhau những điều bình an. Có ông quan đó, ông bổ nhiệm về cái xứ đó, cầu ông cũng bắt, đường ông cũng làm, nhà cửa ai nghèo khó, ông nghe ông xây dựng đâu đó đàng hoàng, thời gian ông bổ đi chỗ khác. Tới ông quan khác, ông về ông chấm nhậm, thì ruộng dân ông cũng lấy, tài sản chung ông cũng lấy, đến nỗi mấy cái cây cổ thụ trong làng mà bự bự đó ông cũng đốn đem về ông cắt nhà ông nữa. Dân chúng người ta bức rứt, ta nói một ông ở đó nha thì lo cho dân hết sức luôn. Còn ông thì vô có nhiều cũng hốt chân. Thì có một vị sáng mắt, người ta nói rằng là không có phải đâu. Tại ngày xưa cái dân làng này thiếu nợ cái ông mà phía sau này nè, cho nên đến nhiều hốt nhiều chân. Còn cái ông mà lúc đầu ông phía trước đó là ông thiếu nợ dân làng này, cho nên đến đâu ông phải xây dựng đồ này kia. Cuộc sống này mình biết nó là nghiệp lực, là nợ nần. Nếu mình đến với một cái gia đình nào đó mà mình được cho là hạnh phúc đó, chồng mình lo cho mình, con đồ mình ủng hộ mình là ta thiếu nợ mình. Nhưng có những cái cuộc sống mình đến đó mình lo muốn chết luôn vậy đó, mà nó cứ chửi mình hoài, thì mình cũng biết nợ mình dữ lắm nha, nhiều lắm đó. Phải sao? Phải cố gắng. Và những người đó đó, họ đều sống đúng với bản chất của họ, cái bản chất nghiệp của họ, cái bản chất chân thật của họ. Cho nên xin thưa quý vị, cái đời bây giờ đó, người ta luôn luôn có một cái ý niệm trong cái đời sống là tất cả mọi người
làm sao sống đúng với cái vai trò của họ, cái bản chất của họ. Cái này là cái quan trọng nhất. Ví dụ như mình sống, mình được làm mẹ, bản chất của người mẹ, thì biết sao phải yêu thương, phải hòa nhã. Rồi mình sống đúng với bản chất của một đời tu là hành đạo, biết cảm thông, biết tha thứ, thì bản chất của đời tu đó nó cho mình sự bình an. Và nó là một cái sự thiệt, nó sẽ sống hoài mãi 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 theo thời gian mà nó không có mất, nó vẫn tồn tại hoài. Còn mà xin thưa quý vị, mình sống không đúng với bản chất của nó thì tự động thời gian nó đào thải trong cuộc sống nó lại. Không đúng bản chất của nó thì một thời gian nó sẽ mất. Ví dụ như bây giờ mình đem cái hàng hóa của mình ra mình quảng cáo, mà hàng của tôi tốt, hàng của tôi là chất lượng, mà tới chừng người ta mua về xài nó không tốt với chất lượng thì tự động nó đào thải. Mình tu cũng vậy quý vị, bản chất của người tu là sao? Từ bi, tha thứ, hài hòa, yêu thương. Mà mình sống mình không từ bi, mình dễ quạo quọ. Mình không tha thứ mà mình dễ bắt lỗi. Mình không khoan dung mà mình luôn cố chấp, thì tự động cái đời tu của mình nó đào thải chính mình. Lúc đó từ từ mình nói sao người này không chơi với tôi, người kia không chơi với tôi rồi này ha. Nhưng sự thật chính mình đã không chơi với mình rồi đó. Bởi vì tại sao mình xa lìa cái bản chất của mình ra, mình phải giữ đúng cái bản chất của nó. Xin thưa quý vị, muối thì luôn luôn mặn, thì xưa giờ vậy đó. Ai nói ăn muối mà nó ngọt là cái chuyện này là phải chở đi bệnh viện đó. Bản chất của muối nó sẽ mặn. Bản chất của đường nó ngọt. Bản chất của chanh nó chua. Vậy à? Thường mọi vật nó đó, nó có cái bản chất thật của nó. Và cái người ta hiểu được bản chất của nó, cho nên người ta biết sử dụng cái đó ra sao. Thì mình biết cái đời tu của mình, thứ nhất là mình phải hiểu bản chất của đời tu là phải từ bi, phải trí tuệ. Mình sống không từ bi trí tuệ là mình bị lỗi. Và mình hiểu được cái mọi cái bản chất của con người vậy đó, để mình sống với nó. Cho nên hễ mà để một miếng muối vô mà muốn dần cái muối đó thì sao? Ta nặng vô miếng chanh cho nó nhẹ. Người ta hiểu được cái bản chất của nó phải dần như vậy. Dù cho cái nồi canh có để đường ngon cỡ nào đi chăng nữa, người ta cũng phải để vô miếng muối. Người ta hiểu bản chất của nó thì cần phải dần như vậy. Cho nên Đức Phật dạy cái bản chất đầu tiên của cuộc sống đó là định lý về thời tiết. Định lý thời tiết là một năm có bốn mùa ha, xuân hạ thu đông, có ngày có đêm. Và người ta biết được cái định lý thời tiết, người ta biết được nguyên nhân vì sao có giông, nguyên nhân vì sao có bão, nguyên nhân vì sao có mưa, cái mùa đó nó được cái gì. Cho nên người ta gieo trồng cái cây gì nó lên tốt và cái cây gì nó lên xấu, mùa nào nên trồng cây gì. Người ta biết được cái định lý của thời tiết, cho nên người ta sống với thời tiết rất là nhẹ nhàng. Người ta nói đi biển mà đi cỡ tháng 4, tháng 5 này là ngon nha, mà lọt cả tháng 8, tháng 9 là ầm ầm chịu không nổi. Người ta biết được định lý thời tiết. Thứ hai là người ta biết được bản chất, tức là định lý của cây cỏ. Cái vùng đất đó phải trồng cái cây gì và cái mùa gì để trồng cái cây đó, nó sẽ ít tốn phân thuốc mà nó cho kết quả cao. Trồng cái sầu riêng là phải dựa cái dùng Sóc Trăng, Bến Tre đồ ví dụ vậy. Trồng cây quýt thì phải dùng lao dung mà lúa đồ mới dùng của mình, vân vân. Người ta hiểu như vậy thì nó sẽ cho cái chất lượng cao. Và người ta hiểu được cái định lý đó, cho nên chỗ nào người ta trồng cây nấy. Và cái thứ ba là người ta hiểu bản chất của vật lý, tức là sự thu hút của cuộc đời này. Mình phải biết mình làm sao để mình hiểu được bản chất đó, để cách thu hút. Quý vị, mình cầm một cái vật gì không cần biết mà mình liện lên trên trời thì tự động nó sẽ rớt xuống. Ví dụ quý vị lấy cái trái banh mà liện lên thì cũng rớt xuống, lấy cái cục cây liện lên cũng rớt xuống, lấy cục đá liện lên cũng rớt xuống. Rồi tại sao mà liện cái gì cũng rớt xuống? Bởi vì cái trái đất của mình nó có cái lực hút. Tại sao trái đất nó có lực hút? Bởi vì trái đất nó lớn và mấy cái vật mà mình liền đó nó nhỏ, cái lớn nó sẽ hút cái nhỏ. Cái bản chất vật lý nó vậy. Thì cái sự thu hút đó là dĩ nhiên trong cuộc sống này. Mình mới thấy những người mà có cái tâm lớn á thì họ có cái sức hút.
những bậc mà có cái tâm vĩ đại đó, cái sức phúc nó càng lớn. Ví dụ như bây giờ mình thấy Đức Thầy chúng ta nè, cái thời đó Ngài rất là nhỏ tuổi, nhưng mà Ngài đi thuyết pháp ở đâu là cứng săn vận động hết trơn, bởi vì cái sức hút của Ngài. Hay là gần sau này các vị tôn túc, Ngài Thanh Sĩ, Bác Hay, Tho đồ ha, mà đi nói đạo đâu người ta nghe rất là nhiều. Bởi vì tại sao? Các Ngài có sức hút. Thì cái sức hút đó gì đi? Đó là tâm lượng từ bi. Mình mà muốn nói người ta nghe, mà mình muốn có sức hút đó, thì làm ơn làm phước mình tập tâm mình cho từ bi ra, cho trí tuệ ra, cho rộng ra, tâm mình lớn, cái lớn nó sẽ hút cái nhỏ. Còn tâm mình không từ bi, không trí tuệ, mình nói người ta không nghe, nó không có cái lực hút. Nhiều khi mình buồn, mình nói sao rồi, tôi khuyên gia đình tôi khuyên chồng tôi khuyên vợ tôi khuyên con tôi, cái điều đó tốt lắm đó, mà sao chồng con tôi không bỏ. Xin thưa quý vị, chúng ta cái tâm lượng chúng ta nhỏ quá, chúng ta không có sức hút. Nếu mà mình có cái sức hút đó, xin thưa quý vị, chỉ cái hành động của mình thôi đã khiến người khác, người ta cảm nhận, người ta nghe lại. Thành ra chính cái sức hút là một cái nền tảng của cái tâm mình nó lớn. Mình có tâm lớn thì nó sẽ hút mọi người. Và nếu bây giờ không có tâm lớn, cái tâm mình không có rộng, không thể hút được người này người kia, thì phải làm sao? Muốn gì thì đến gần lại. Mình xích gần lại, mình xích gần với người này, mình xích gần với người kia lại chút. Bây giờ anh em huynh đệ của mình, những người nào mà người ta cảm thấy khó khăn, cần đến mình, yêu thương mình, nhờ sự che chở giúp đỡ của mình, thì mình đến gần họ. Thì xin thưa quý vị, mình đến gần họ từ từ thì họ cũng sẽ bắt đầu cảm nhận được cái lòng yêu thương từ bi của mình, cái họ tu theo. Vì mình hút không được thì mình đến gần người ta ha. Mình có cái bệnh, hãy ai đụng tới mình là mình chạy mất tiêu à. Mình phải làm sao đến gần nó được. Đức Thầy có một câu mà tôi cảm thấy hay vô cùng. Còn ở chuyện làm được hay không tính sao? Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Ai chửi mắng giả điếc đó là sư phụ của đó. Mà đợi cho người hết giận ta khuyên là mình lại, ôm mình lại với người đó được rồi đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, giả điếc là sao à? Giả điếc là không nghe hay là nghe? Giả điếc là nghe nha. Nghe nhưng mà không có cự lại nha. Không có nói lại nha. Mà thường thường ai động tới mình là mình giọt mắt tiêu. Thôi, có chuyện rồi pho cho nó tẩu đào di thượng. Mình phải nghe. Thưa quý vị, tôi hàng ngày tôi đọc câu giảng này hoài mà tôi không hiểu nghĩa. Tôi không cảm nhận được nghĩa, có bữa đó tôi hiểu. Mỗi lần đi về bên quê mình chơi á, nhà gần nhà có cái ông đó, ông uống nước trà. Mà ông có mấy cái loại bình kêu bằng ấm tử sa, loại đất của Trung Quốc á. Bình nó đẹp lắm. Mà uống trà đó là, sao cái bình nó uống trà nó giữ được cái trà thơm. Ông mất đi, ông để lại cho mày mấy cái bình vậy đó. Mà bà giờ ông cũng không có xài gì. Mỗi lần mà mình về, cái đứa nhỏ nó biết ăn uống trà đó, qua mượn mấy cái bình đó, đó đem qua uống. Biết sao làm bể bình bả đi. Thì cái chuyện nó làm bể sao tôi biết được. Nhưng mà trong thâm tâm của bả là, tôi là cái người bài đầu làm bể cái bình. Cho nên mình hỏi về nhà bả gặp mình là bả chữ bóng chữ gió. Tu hành gì? Làm bể đồ người ta. Mà bả chữ là mình gió, bả chữ là mình gió, đâu biết chữ gì. Mà nó cái chữ tu hành gì là mình vào mũi sau đây. Có mấy đứa nhỏ này đâu có đứa nào tu gì đâu ta. Chắc là mình. Thì bắt đầu bữa đó ba chữ tôi không giọt. Tôi ngồi đó tôi nghe thì đúng là ba chữ mình. Tôi nói rồi, tới chuyện rồi. Cái này mình sẽ giải quyết chứ mình giọt không có được. Qua mình nói cô à, bữa đó về uống trà, mấy đứa nó mượn mấy cái bình, chắc có lẽ là làm bể. Tôi không nói ai làm bể. Thôi giờ nó có hai cách. Thứ nhất là tôi xin lỗi vì bể cái bình mà không có qua nói, không gài. Cái thứ hai đó là cái bình này bao nhiêu tiền hay bằng cách nào, cái mình mua mình để lại cho nó y như cũ, đang vài bữa mình qua mình mượn uống nữa cho nó được. Nói gì chứ chắc hết ra mượn rồi. Bà nói không, bể bỏ nhưng mà xin lỗi tao què hả? Không xin lỗi tao là tao nói vậy đó. Chứ xin lỗi què.
Thôi đi rồi, chiều giờ mình dỗ nhiều rồi, nghỉ ha. Được rồi. Cho nên xin thưa quý vị, lúc này tôi mới cảm nhận cái lời của Đức Thầy chúng ta chỉ dạy là ai chửi mắng thì tai giả điếc nghe. Nhưng mà con người có cái năng lượng nghe đó, nó quan trọng lắm. Coi vậy đó nha, năng lượng nói là một chuyện, năng lượng nghe là một chuyện. Nghe được những cái trái ý nghịch lòng mà ngồi đó không phải chuyện dễ đâu. Thưa quý vị, mình tu hành đây nè, mà nhiều khi nghe đạo mà nghe ông nào mà nó hợp hợp thì còn nghe nổi nha. Chứ nói mà chướng khí âm dương gượng cái nữa nha, thôi đi cho nó rồi. Coi vậy nghe là một cái năng lượng của sự tu tập đó. Có nhiều người ngộ lắm, vui không bao giờ kể với mình đâu. Lại với mình là kể khổ không. Có nhiều người đó nha, lâu lâu lại thăm mình, tưởng đâu gì y chang như mình cái thùng rác á. Chồng tôi nó khó khăn sao tôi, con nó khó khăn tôi. Ông chỉ tôi cách dạy chồng tôi, ông chỉ tôi cách dạy con tôi, mà tôi có chồng có con nào đó tôi chỉ. Có nhiều người nói lạ, phải nhưng mà mình có, mình biết thì mình chỉ không á. Mà bà nói ông nói đi, ông nói cái gì nhà cái tôi nhẹ hiều cái tôi bỏ à. Tôi nói trời ơi, nhiều cái nó lạ. Có cái lần đó, nhiều người mình thấy nó lạ vô cùng. Mình nói về cái vấn đề giới luật trong cuộc sống, tình chồng nghĩa vợ là nên chọn một người rồi sống rồi lo tu, chứ đừng có bên đây bên kia mà mang cái nghiệp. Thì về tới nhà không biết anh đó làm sao, xin được số điện thoại của mình. Ảnh điện nói em Đạo Lợi, tôi có việc tâm tình, ông có thể ra quán đi Long Xuyên rồi ra quán uống cà phê anh em mình nói chuyện được không? Tôi nói được, nhưng mà dịp nào đi mới được, chứ bên nhà chạy qua Long Xuyên không có chuyện gì thì không được. Thôi giờ nói điện thoại được không? Ông nói thôi chuyện này không được, nói điện thoại không được. Được thôi. Vài bữa ông điện nữa, tôi nói cũng không đi được. Thôi giờ anh có chuyện gì anh cứ nói thiệt đi. Không có gì đâu huynh đệ mà. Ông nói thôi gì giờ tôi nói mà, anh có thể chỉ giùm tôi được thì tôi cảm ơn. Tôi nói đi, có gì tôi biết, tôi tâm tình. Ông nói tôi làm ngân hàng, rồi vợ tôi là cô giáo, vợ chồng tôi sống cũng im, có một đứa con. Rồi tôi đi làm ngân hàng ở Long Xuyên, giờ tôi có thêm con vợ nữa, cũng cắt cái nhà mà cũng có đứa con. Bây giờ biết tu hành rồi, giờ tôi không biết làm sao. Bây giờ ông chỉ cho tôi bỏ con nào. Hỏi chứ anh có điện lộn số không? Ông nói ủa phải Đạo Lợi không? Tôi nói phải. Ủa phải rồi sao lộn số gì? Tôi nói phải, nhưng mà tôi có con vợ nào tôi bỏ thì tôi biết đường tôi chỉ ông. Còn tôi không có một con nữa rồi biết đường tôi chỉ tầm bậy tầm bạ chắc chết quá. Ông cười ngất à. Tôi hỏi rồi hai người đó biết nhau không? Nó biết. Nói vậy thôi, người nào cũng có con trơn rồi bỏ khó ông, cố gắng căng lượng làm sao á để đem cái hạnh phúc cho cả hai. Cái nghiệp này ông phải tính từ lúc ban đầu lận. Tức là cái nhân, cái tác hại nó tới như thế nào phải tính từ ban đầu. Chứ bây giờ gạo nấu thành cơm rồi bỏ ai bây giờ? Thưa quý vị, ngồi nằm suy nghĩ thắt cười. Có những người trên cuộc sống luôn luôn như vậy. Cho nên mình mới cảm niệm được cái giá trị đời tu của chúng ta, mình mới thấy cái năng lượng để nghe thôi quý vị cũng không phải là chuyện dễ rồi. Mình làm thinh mình nghe, mà quý vị có khi nào nghĩ làm thinh mà nghe là có phước không? Có không? Có. Mà làm thinh nghe cũng có tội nữa chứ phải không? Cái gì nó cũng hai mặt chứ. Như như một người nào đó khổ đau mà không có cách để trút, nhưng mà hôm nay gặp được mình cố gắng mình lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau để mình cảm thông cho họ, có phước ha. Mà thằng kia nói ê cô con nói cô nghe này nè, hỏi vụ gì? Con tính ăn cắp ba cái xài ở bên kia đó, con hái đem về con vú, bắt đầu con bán đâu này kia, vài bữa con qua ăn cắp nữa. Mình làm thinh nè, nghe cái này là tội nha. Nghe xong rồi phải nói thêm mới được, chuyện này thì không có được nha. Thì quả may chứ còn làm thinh, nó rồi bả làm thinh bả ủng hộ mình đó chết. Coi vậy chứ một cái việc làm thôi, làm thinh chứ coi khi cũng tội nữa chứ không phải không. Quý vị có khi nào nghĩ làm thinh mà tội không? Bây giờ ví dụ như trong cuộc sống này ai cũng là người tu hết. Quý vị cũng là người tu, tôi là cũng người tu. Chư đồng đạo chúng ta tu hiền hết. Tu có nghĩa là gì? Là mình hỗ trợ cái thiện và mình bài trừ cái ác. Gọi là đã ác phục thiện.
Nhưng mà bữa nào đó mình đi dọc đường, cái mình gặp cái người kia móc túi người nọ, thì mình la làng dễ hay làm thinh dễ? Chắc làm thinh nó dễ chứ la làng nó đập mình sao, phải không? Như vậy thì cái ác nó đang hiện hữu trước mặt của mình, mà mình làm thinh là mình a tòng với cái ác. Mà mình nói lên là kể như mặt mày của mình cũng hết đường đi về, thì mình chọn cái nào đây? Chắc có lẽ làm thinh nó dễ hơn, phải không? À, chắc có lẽ vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu làm thinh như vậy là mình giữ được phận mình, nhưng mình đang ủng hộ cái ác. Rồi một ngày nào đó mình trở thành một cái nạn nhân chứ không phải là người đứng coi nữa. Một nạn nhân nha, là bị móc túi, thì có một người nào đó, ê coi chừng nó móc túi kìa, thì cái người đó là cái người gì của mình ạ? Cảm ơn họ. Nhưng mà tới mình thì mình làm thinh. Thưa quý vị, trong cái giờ phút cùng cực của cuộc sống, cái khổ đau của cuộc đời, bị áp bức, bị người khác xâm phạm, mà có một người lên tiếng giùm mình, cảm ơn họ dữ lắm. Nhưng mà ngặt tới giờ phút đó chúng ta làm thinh. Nên nếu mình đặt vị trí của mình là một kẻ bị móc túi, thì chắc có những, chẳng những mình không chẳng những la mà còn la lớn nữa, cứu cứu giùm bà con ơi, cứu giùm, cứu giùm. Nhưng mà tới mình là sao? Dạ. Làm thinh cũng là một cái loại ác. Nó a tòng theo cái sự đó. Thành ra nếu mình đặt cái chỗ vị trí đứng khổ đau của người là vị trí đứng của chính mình đang đứng, thì chắc có lẽ cái lòng từ bi của chúng ta phát khởi. Xin thưa với quý vị, khi mình cảm nhận được cái giá trị đó đó, mình mới thấy cái công năng của cái ngồi nghe thôi, hay công năng của làm thinh thôi, cũng là một cái sự tu hành. Tại sao giờ trở lại với cái đời sống tu, với cái công năng hành trì và cái diệu dụng trong cuộc sống, để chúng ta thấy rằng mọi người là họ đang sống đúng với cái vai trò của họ. Chúng ta không lấy gì làm buồn. Mỗi người có một vai trò như thế, và phải nên nhớ cái vai trò của mình cũng vậy nha. Có một ngày nào mình sẽ không còn nữa. Hôm nay mình mằn ra tiền, mình làm chủ trong gia đình mình, vai trò này vai trò quan trọng nha. Nhưng mà nhớ, bữa nào con mình nó lớn lên, bắt đầu mình già đi, tiền bạc mình mằn không được, rồi bắt đầu lúc đó là sao? Vai trò của mình nó xuống nha, nó chuyển qua một cái giai đoạn khác, là trở thành người giữ nhà giữ kho rồi đó. Mà cái vai trò chánh là cái thằng nhỏ mà hổng gài mấy năm trước mình sai nó chạy cời cời đó, nó lên hết nhiệm kỳ của mình rồi, tới nhiệm kỳ của người khác. Mà chúng ta không chịu, tao là phải lớn căn nhà này, tao phải điều khiển đâu này kia. Nếu đứa con nó biết đạo, nó có hiếu, nó thương cha thương mẹ nó, nó dạ, nói vậy chứ nó cũng làm theo nó thì đỡ. Còn nó nói ông đó nha, làm gối không là kể như cha con ở nhà không được. Mình phải hiểu cái vai trò của mình có trong một cái thời gian như vậy, thì chính cái vai trò trong cái thời gian nhất định đó, nó sẽ cho chúng ta biết một thời gian như vậy đã là xong rồi. Để chi vậy? Để mình có dịp để mình công phu mình hành đạo. Có cái thời gian mình mới công phu mình hành đạo, hàng ngày cái mình đi vào để mình sống với cái thực thể thực tướng của nó mới là quan trọng. Thì xin thưa quý vị, cái ý thứ nhất này đó, tôi muốn tâm tình với tất cả chư đồng đạo chúng ta. Quý vị nhớ dùm tôi cái ý này, là mọi người có cái vai trò của họ. Hiểu được điều này là chúng ta hiểu được tu. Và cái ý này mang tên là sống đúng với vai trò. Ông Hai Nguyên là chú ấy là trong cái đoàn này là luôn luôn vai trò nấu cơm. Vậy thôi à. Mấy anh em ở đây thì có vai trò dẫn dắt, vai trò nói đạo. Mỗi người người ta có vai trò. Mình phải biết cái vai trò của mình, và bắt người khác làm khác hơn thì không được. Hãy sống một cuộc sống cảm nhận như thế.